Các chị em biết không, khi mà Phương review về khá nhiều set bộ thì các chị em hỏi là chị có rất là nhiều những cái set bộ của Mayfashion rồi, thì bây giờ chị muốn là mua thêm một vài set mặc ở nhà nữa, nhưng mà nó kiểu váy, có kiểu váy không để chị mặc nhìn cho nó thoáng hơn ý. Thì chị muốn là tìm những cái mẫu như vậy. Thì Phương nghĩ ngay ra là những cái mẫu váy mà chúng ta có thể ứng dụng ở nhiều trường hợp. Tại Mayfashion thì có rất là nhiều, tức là như cái mẫu váy Phương đang mặc đây đó, thì không chỉ là mặc ở nhà trong đợt dịch này được nhá, mà chúng ta sau này khi mà hết dịch chúng ta có thể mặc nó để đi chơi bạn bè, đi cà phê, đi dạo phố hoặc là đi sân bay đều được, đúng không? Ứng dụng ở rất nhiều trường hợp. Đây, màu sắc rất là xinh rồi, dành cho những cô nàng mà thích màu hồng, thích công chúa, thích bánh bèo một chút này, rất là đẹp luôn. Chất liệu thì là Yumi cotton nha mọi người. Và đặc biệt là em váy này có dáng, không phải là dáng kiểu bị rộng thùng thình ra, nhìn chúng ta sẽ không bị lộ được đường cong. Mà em này nó có một cái dáng gọi là vẫn là dáng hình chữ S đây, cực kỳ tôn dáng luôn. Nó vẫn ôm ở phần ngực này, ôm ở phần eo này và thả dần ở phần hông, nên là nhìn dáng vẫn rất là đẹp nhá, đúng không ạ? Nhưng mà phần bụng này vẫn hơi thụng một chút, mọi người thấy không ạ? Đây là sẽ giúp cho chúng ta che được khuyết điểm của phần bụng nhá. Ai mà có ăn nhiều xong rồi bụng hơi to thì em này cũng che được hết luôn này, rất là đẹp. Và em này thì dài qua đầu gối nên đặc biệt là vẫn rất là kín đáo để chúng ta có thể là mặc ở nhà, chúng ta thoải mái đi lại, di chuyển cũng không bao giờ lo là nhìn nó quá hở hang hay nhìn phản cảm nhá. Tay thì là dáng cộc tay này, nhìn rất là thoát dáng luôn. Có chữ và họa tiết ở đây, được in dập chìm xuống cực kỳ tỉ mỉ này. Và với chất liệu này chúng ta nên lộn ngược lại để chúng ta giặt máy giặt nhá, bởi vì nó có hình in để bảo vệ cái hình in này lâu dài, thì chúng ta nên là lộn ngược váy lại, sau đó chúng ta sẽ cho máy giặt nó giặt thì nó sẽ rất bền. Đó là một cái tip để cho mọi người đó. Đây, cái chất liệu Yumi cotton này thì vải cực kỳ mịn như thế này, mọi nhìn đúng không ạ? Cực kỳ mịn luôn và co giãn thoải mái luôn này. Và chất liệu vẫn đủ độ dày dặn để chúng ta không bao giờ lo là nó sẽ bị rão. Váy này thì có đủ size S, M, L và XL luôn cho mọi người lựa chọn nhá. Và nó là dáng rộng này, free size này, và đặc biệt là nó co giãn nữa nên là rất là dễ để mua online. Mọi người mà thích chiếc váy này thì hãy nhanh tay comment này, rồi có thể là inbox trực tiếp cho Mayfashion để mua nó nhá. Phương nghĩ là nên mua online ở thời điểm này rất là phù hợp luôn. Và chiếc váy này cũng rất dễ mua online nữa.